Xin chào mọi người ạ. Giới thiệu đến mọi người một cái mẫu nước hoa của nhà Chanel, một phiên bản của trên Chanel này. Rất là nhiều người hỏi cái màu cái loại này. Bình thường là em có về màu hồng và màu xanh, hôm nay thì về cái màu vàng cam cho mọi người đây. Mọi người xem giúp em nhé. Nồng độ EDT này, bản này là 100ml nhé mọi người. Mã code này, mã code đây là 5004 nha mọi người nhé, 5004 này. Chai của nó đây, thực sự rất là nét, rất là đẹp. Viền kim loại này, nắp là nắp nhựa nhám nhá. EDT thì mọi người biết là mặt nắp nhựa nhám rồi. Logo đây, các cái thông tin đây. Mã code đây mọi người nhé, có thể là mọi người nhìn không rõ đây, 5004 này. Trùng với cái mã code ở trên hộp nhé mọi người nhé. Đây là các cái thông tin nồng độ này, phân tích này, đây. Rất là nét.